Ai chi thổi của bóng Vinaphone đây. Rồi quá. Bố không chịu thổi à? Nhưng bố thua mắt. Ôi trời ơi, thổi ra cho anh ngược vào trong thế. À, trận này nuốt hết khí rồi. Thổi mà lại cứ ăn khí thế thì còn thổi gì nhá. Thổi người ta phải nhả khí ra. Lại cứ ăn vào đâu nữa mà. Cố lên Mai Chi ơi, cố lên. Cô Mai Chi xỉ vào bụng đấy rồi. Ờ quá rồi, thôi nổ mất rồi. Nổ bây giờ. À, à. Cảm giác như nào bố? Rất là sướng. Cái con cũng làm. Ừ.